Năm tiếp âm thanh xin kính chào tất cả các bác nhé. Trước mặt các bác đây là một lô súp điện bát 30, có lẽ là một lô súp mà lâu lắm rồi Năm tiếp mới nhập được một cái lô súp mà nó chất lượng như thế này. Thì cái lô hoa súp này thì hôm nay là chính thức Năm tiếp đăng lên để giới thiệu đến tất cả các bác và mở bán. Thì hôm trước là Năm tiếp nhập về là mới cho thợ là tháo ra, là vệ sinh ấy, kiểm tra. Có livestream một số bác cũng đã đặt hàng. Tuy nhiên là hôm nay thì toàn bộ những cái khâu mà kiểm tra thì đã hoàn tất, thì Năm tiếp chính thức là đang bán lên. Thì lô súp này thì phải nói là một trong những cái lô súp điện phải nói là khủng, bát 30 nhưng mà khủng. Đã từ rất lâu, phải nói là rất lâu rồi Năm tiếp mới nhập được một lô súp điện mà nó như thế này. Nếu mà nhớ xa hơn một chút thì từ năm ngoái Năm tiếp có nhập được một lô thì nó cũng rơi vào tầm hơn chục quả súp 3G B3, bát 30 đấy, 3G. Tuy nhiên là so với cái súp B3 thì súp này nó chất hơn rất nhiều, nhưng mà giá thành của nó cũng chỉ tương đương thôi đấy. Một con súp bát 30 nó sở hữu những cái thông số cực kỳ là ấn tượng, từ 22 côn 100. Riêng cái mạng công suất không là các bác thấy là kinh khủng rồi, 800W. Công suất không là mình cái mạng công suất đấy là 800W, là chạy mạch class D các bác nhá. Thì một đặc điểm nữa để giới thiệu các bác, đây là một cái lô súp mà của thương hiệu phải nói là xịn, nổi tiếng, CB Aquatic, một cái thương hiệu của Mỹ các bác nhá. Thì cái lô súp này thì tổng cộng của nó là có 50 con, và Năm tiếp đã rất là khó khăn mới nhập về được lô này. Thì hôm trước cũng đã chia sẻ các bác là nó không đi thẳng về nhà bên cửa hàng em mà nó phải đi đường vòng, tức là khi mà Năm tiếp biết được cái lô này thì đã có một cái đối tác họ mua mất rồi, thì Năm tiếp phải đi tìm ra cái người đó và Năm tiếp mua lại. Thì cũng rất may là đàm phán này nó cũng thành công và cái lô hàng này chính thức là về cửa hàng em để phục vụ các bác. Thì thế này, các bác hãy biết được là em rất chi là vui và đánh giá, gọi là rất chi là mong chờ cái lô súp này. Tại vì là súp hơi thì rất nhiều, tuy nhiên là súp điện thì lại hiếm. Hiện nay là đối với cái nhu cầu karaoke gia đình, cái vấn đề là súp điện nó vẫn là chiếm cái nhu cầu lớn. Tức là tại vì súp điện nó, các bác là muốn gia đình nó nhỏ gọn, tuy nhiên nó phải hay và lực. Súp hơi thì hiện nay trên thị trường nó chủ yếu là súp 40 và 50. Rất nhiều các bác là không thích, tại vì nó có hai lý do. Thứ nhất là nó to quá, nó cồng kềnh, và cái vấn đề thứ hai đó là nó phải tốn thêm cho các bác một con công suất nữa để các bác đánh được con đó. Thì súp điện thì nó hơn, nó giải quyết được những cái việc đó, là nó nhỏ gọn, và thứ hai nữa là nó có kèm công suất, chúng ta không cần phải công suất nữa, chỉ đưa tín hiệu vào nó đánh. Tuy nhiên súp điện nó có một cái nhược điểm, đó là công suất của nó sẽ bé hơn so với súp hơi. Súp điện đa số là những cái súp bát 25, bát 30, bát 40. Những cái súp điện bát 40 thì nó khá to, nó to phải bằng hai con súp này. Đấy, bằng hai con súp mà em đã giới thiệu đây, nếu mà bát 40. Tuy nhiên là cái lô súp này thì nó đã khắc phục được tất cả những cái nhược điểm đó. Nhỏ gọn, công suất lớn, đặc biệt là khủng, hàng chất lượng. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu các bác chi tiết luôn cái lô sản phẩm này. Cái lô này thì khi mà về thì em đã cho thợ lấy xà bông lau sạch sẽ hết rồi. Đấy, trắng chẻo đẹp hết. Súp này thì từ của nó là từ 22 đấy. Về thùng nhá, thùng là bề ngang của nó em ga bằng tay, nó rơi vào tầm 50 phân. Bề cao cũng 50 phân. Và bề sâu của nó là rơi vào tầm 30 phân. Đấy, để chúng ta hình dung. Tức là nó về cái mặt của nó là 50-50. Và bề sâu của nó là chỉ là 30 phân thôi. Khá là nhỏ gọn. Đấy. Đây. Về phía sau của nó. Đấy, bây giờ em sẽ quay cái phần nội thất của nó cho các bác xem nhé. Đây là cái mặt trước của nó các bác nhé. Mặt trước của nó đây. Nó được cấu tạo là cái e-căng của nó. E-căng dập lưới lõi tròn, và phía trong là có một cái lưới, cái miếng vải để nó lọc bụi phía trong đấy. Rất chi là đẹp. Cái logo của thương hiệu CB thì nó nằm ngay ở chính giữa. Đấy, CB. CB Aquatic nhá. Đấy. Đấy, đây là một cái thương hiệu của Mỹ. Đấy, hàng xịn của USA. Thì bây giờ em sẽ tháo toàn bộ nội thất của nó cho bác xem. Là cái bát của nó đây, cũng khó khăn lắm em mới tháo được, thực sự là khủng khiếp. Một cái bát 30 đấy, 30 màng giấy gần 26 đấy, gần 26 côn 100, từ 22
thực sự là quá khủng khiếp luôn, đâu một con súp điện bát 30. Nếu như thực sự là bây giờ những cái con súp mà nó như thế này, nếu như các bác có tiền, em khẳng định là các bác mua hàng mới không bao giờ có. Thậm chí là rất nhiều những cái hãng như này không có. Đấy, bác cứ đi tìm đây, bây giờ nếu chỉ có qua đường hàng bãi thì các bác mới gặp những cái súp mà nó khủng mà nó chất thế này. Hiện nay đa số tất cả những cái súp hàng mới do dùng 5, 6, 7, 8, 9, 10 triệu cũng không có súp bát 30 mà từ 22 như thế này để chúng ta mua. Đấy, để cho biết rằng cái lô hàng này nó sự kiện nó chất mà nó quý đến mức nào. Đấy, có tiền bây giờ các bác tìm chưa chắc đã mua được. Đấy, khó cực kỳ luôn. Súp này hiện nay không có hàng mới mà chỉ có hàng bãi mới có loại này. Đấy, còn những cái hãng giống như xe sao hoặc là những cái hãng khác bây giờ đang súp thì đa số là súp hơi, súp điện hầu như họ không làm, rất hiếm. Và nếu như có làm thì nó cũng không bao giờ có những cái súp mà nó khủng khiếp như thế này. Đây các bác thấy này, em không nói ngoa, bây giờ em quay cái nội thất của nó cho bác xem này. Đây cái bát của nó này. Đấy, cái cục 500 nó gần bằng cái miệng loa. Đây, côn 100. Khủng khiếp không? Đấy, côn 100 để em quay tiếp cho bác. Đây cái bát loa này. Cái từ loa các bác thấy cái gì không? Một găng tay của em này, 20 phân không xi nhê. Đấy các bác không? Từ 22. Đây, chúng ta thấy từ cái dây điện của nó, cái rắc kết nối của nó là thấy kết rồi. Đấy, trên bát loa này thực sự là chưa bao giờ thấy những cái khủng khiếp như thế này. Đấy, chúng ta thấy. Đấy, tem này, tem của hãng. Đấy, dâu loa, cổ loa, cổ loa. Toàn bộ là hàng này em bao cho các bác là zin hết nhá. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, có thấy. Tại vì cái này là nặng lắm, một tay em vừa quay vừa ấy nó không được, em phải lấy chân em giữ các bác. Đây, cái keo xịn của CB này, keo gắn từ là màu phấn hồng các bác thấy không? Đấy. Nói chung là từ khủng lắm, loại đánh kinh khủng. Nói chung là nếu như các bác mà đánh những cái con, nếu mà cái bát này nhá, mà những cái công suất của nó bình thường không thể đánh được. Những con đẩy mà tầm 600W đánh con này chưa chắc đã căng. Đấy. Côn nó bằng thực sự là quá là khủng khiếp luôn. Đấy. Bây giờ đây chưa hết đâu ạ. Bây giờ sẽ qua tiếp cái phần công suất của nó cho các bác xem nhá. Cái phần công suất của nó nhá các bác nhá. Đây. Công suất của nó đây chúng ta thấy đây. À, nó dùng điện là 220V. Đấy. Điện xoay chiều 220V. Công tắc nguồn đây. À, nguyên cả cái phía sau này nó là một cái mảng tản nhiệt. Nó vừa có tản nhiệt. Đấy, nó là cái mảng tản nhiệt. Logo của CB Alcotech đây, CB Alcotech. À, model là PDS12 DGX đấy. Cái này là đúc nguyên các bác nhá, cả cái khu này là đúc bằng nhôm nguyên luôn đấy. Đấy, không phải là họ gắn thêm nữa, bằng nhôm nguyên. Nó vừa gắn trực tiếp những cái con xòa là những cái này để nó tản nhiệt luôn. Ở đây nó có hai cái cổng, một cổng tín hiệu vào và một cổng linh ra ngoài. Hai cổng này các bác cắm tín hiệu vào cổng nào cũng được. À, cái công tắc này là hay này. Đấy, rất chỉ là hay các bác nhá. Con này em nói này, các bác gạt thế này là các bác đánh chế độ bình thường, tức là cái loa súp chúng ta giống như một cái loa lời bình thường. Còn các bác gạt sang đây là cắt súp, để chỉ nghe mình tiếng súp thôi, nó sẽ cắt sạch lời luôn, chỉ có nghe tiếng bùm bùm thôi. Còn ra đây là chúng ta là nghe được. Tuy nhiên là cái loa này thì nó chỉ có phần là phần chủ yếu là bát, nó không có phần tép cho nên mà nghe nó cũng không được hay. Các bác muốn biến chiếc loa này nhá, đây cái loa này. Các bác muốn biến chiếc loa này thành một chiếc loa bình thường để nghe nhạc luôn thì rất đơn giản. Các bác chỉ kiếm cho em một cái phân tần. Đây, kiếm cho em một cái phân tần và đấu công suất này vào cái phân tần. Và một đường vào phân tần để ra tép và một đường vào bát thì nó chẳng khác gì đây là một chiếc loa full. Đấy. Coi nhá. Các bác đấu bình thường. Cái này thì chế rẻ lắm, bác nào mà biết là bác chế là chỉ cần mua một cái loa tép kèn. Một cái loa tép kèn chúng ta để trên nóc này. Đấy, để trên nóc là chúng ta mua một cái phân tần. Đấy, và đây là cái dây tín hiệu ra giống như cái đẩy đấy. Thì nó sẽ vào một nhánh để vào thẳng cái bát luôn, vào một nhánh qua phân tần để ra tép. Đấy. Thì đó là cái cách mà em chia sẻ các bác. Còn đây. Khủng lắm, cái phần nội thất của nó này các bác xem này. Kinh khủng không? Đấy, em phải tháo đấy. Đấy, các bác thấy này. Nó xịn từ con sò. Đấy. Hai phần nhá, cái phần này là phần nguồn các bác này, tụ lọc nguồn này. Đấy. Này, tụ này. Tụ xịn của họ luôn nè. Xịn từ cái keo, em khẳng định là cái keo gắn của nó này, keo này keo xịn luôn này, cái keo này này. Đấy, keo này là keo xịn luôn. Mạch class D các bác nhá, đây là công nghệ mạch class D. Đấy. Đây là phần công suất của nó này. Đây, bên này là bên công suất. Đây. Bên công suất chạy 4 con MOSFET. 4 con MOSFET. Đấy. Công suất của cái phần này của nó là 800W các bác nhá, 800W luôn. Đấy.
800W nguyên mình cái củ công suất này. Cái công suất này mà mấy ông mà thợ ấy bảo thực sự là nếu cái lô này nhá, em bán mình cái cục công suất này cho cái bọn làm ray ấy, họ đấu vào ra ray cũng đủ tiền rồi. Chứ chưa nói các bác, công suất này các bác có tiền cũng không thể mua được, không bao giờ các bác mua được cái cục công suất này ở ngoài mà có cái giá này. Class D, hàng xịn đấy, các bác thấy là từ cái đường keo của nó này, tụ của nó này. Đấy, cái mạch của nó nhìn khủng không? Chưa bao giờ các bác thấy một cái đẩy nguồn xung mà nó chạy mạch khủng như thế này. Đấy. Đấy, con sò nó bắt hẳn vào cái bo luôn đấy. Đây là hai cái MOSFET này, MOSFET là công suất này. Bên này là phần ngọn này, hai bo riêng biệt luôn. Đấy. Công suất này là 800W các bác nhá. Cái mạch công suất này là 800W. Đấy, 800W các bác có thể là khi mà các bác không muốn chạy loa các bác lấy cái mạch công suất này ra là các bác đánh được một đôi full 30 à. Đấy, một đôi full 30 ok luôn. Đánh căng luôn đấy. Loa là đánh kinh khủng lắm. Em thực sự là em đánh các bác xem những cái video em test rồi đấy. Khủng khiếp luôn. Đánh rung nhà. Đấy. Em đã giới thiệu chi tiết toàn bộ nội thất và ngoại thất của chiếc súp này. Thì cuối cùng là cái vấn đề là giá bán của nó. Thì em xin nói luôn cái giá bán của nó là 5.500.000 đồng một con các bác nhé. Giá tại cửa hàng, chưa bao gồm phí ship. Hàng là bao chuẩn, bao zin, bao xịn cho tất cả các bác. Vâng, xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào tất cả các bác. Xin chào và gặp lại ạ.